Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Chào mừng tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư quay trở lại với kênh YouTube nhà đất Phạm Thọ. Thì như đã hứa với anh chị khách hàng và quý nhà đầu tư ở video cập nhật hạ tầng tuyến 3 của khu công nghiệp BKMX 6.200 hecta của huyện Đồng Phú, thì hôm nay em Thọ làm cái video này sẽ cập nhật cho anh chị về tiến độ triển khai xây dựng cái tuyến số 4 của khu công nghiệp BKMX 6.200 hecta anh chị nhé. Thì video flycam của em đang dừng ở đường DT741 nha quý vị khách hàng. Đây là một trong những cái trục đường giao thông huyết mạch kết nối tỉnh Bình Phước đi về Bình Dương, đi về Bà Rịa Vũng Tàu, đi đến cảng Cái Mép, cũng như là kết nối tỉnh Bình Phước đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị nhé. Thì vị trí tuyến số 4 là ở ngay cái con hẻm mà cái xe Honda mới đi ra đây anh chị này, ngay mũi tên màu đỏ của em Thọ đây. Tuyến số 4 thì có tổng chiều dài từ đường DT741 đi vào điểm chạm của khu công nghiệp BKMX ấy là 8,2 km, và vị trí của nó thì thuộc km 60 cộng 750 nha quý vị. Và em Thọ bắt đầu bay video flycam dọc vào cho anh chị có thể cảm nhận và cập nhật thực tế luôn anh chị nhé. Thì giống như những cái video em cập nhật tuyến 3 thì anh chị có thể thấy video cập nhật tuyến 4 thì nó có một cái là ở khu vực đầu nối từ khu vực tuyến 4 đi ra đường DT741 thì có khá là nhiều nhà dân nha quý vị. Cho nên là cái vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng ở vị trí này chắc chắn là nó sẽ không được như khu vực tuyến số 3. Tuyến số 3 thì hầu như bây giờ nó muốn thông đường rồi, còn tuyến số 4 thì vẫn chưa anh chị nhé. Và có một cái cảm nhận khi em Thọ vào cái khu tuyến 4 này anh chị nhé, là hầu như thấy cái trạng thái thi công triển khai làm tuyến số 4 là hầu như là dừng lại cũng khá là lâu rồi anh chị ạ. Không có thấy quá trình triển khai làm ở khu vực này, không có máy móc thiết bị, xe lu, máy cầu, máy san đá gì làm việc ở trong khu vực này anh chị nhé. Và cái hạ tầng của nó thì cây cối cũng mọc lên rồi, cái kiểu của nó là giống như người ta đã ngưng làm triển khai cái tuyến 4 này cũng phải được 5-6 tháng rồi anh chị nhé. Đấy, và cái cầu trên màn hình anh chị có thể thấy đây là cầu Suối Rạt anh chị này, thì cũng mới làm được một nhịp thôi đấy, còn hai nhịp là người ta vẫn chưa kết nối với nhau luôn đấy. Và hầu như trong này là rất là vắng vẻ anh chị nhé, chưa thấy là triển khai làm đấy. Đây là hạ tầng của tuyến số 4 anh chị ạ. Và hai bên đường của tuyến số 4 thì có các dự án phân lô của các chủ đầu tư trước đó, thì bây giờ thì em thấy khu vực này thì cọc tiêu các thứ nó cũng không có cắm được chỉn chu giống như khu vực ở bên tuyến số 3 đâu anh chị nhé. Đấy, tuyến 4 thì em thấy khá là ảm đạm, và hiện tại nếu anh chị mà đi thăm đất mà đi vào khu vực tuyến số 4 này anh chị này, thì thực tế mà nói là khu vực này giao thông đang khá là khó đi anh chị nhé. Anh chị đi xe hơi cũng hơi khó đi ấy, còn đi xe máy thì cũng phải luồn lách vì cơ bản là đá người ta mới rải, người ta còn chưa lu nữa anh chị nhé. Đấy, và thời điểm sốt thì đất ở khu vực tuyến 4 cũng đẩy lên khá là mạnh anh chị nhé, lúc đó cũng 5 x 50, nó cũng rơi khoảng 1,5 tỷ đến 1,7 tỷ, tương đương với tính theo đơn vị mét ngang là từ 300 đến 350 triệu một mét ngang anh chị nhé. Đấy, nhưng mà hiện tại thì khu vực tuyến 4 này thì em thấy là giá nó cũng về cái vùng khoảng 750-800, và cái khu vực tuyến 4 thì giao dịch của nó không mạnh như tuyến 3 anh chị nhé. Tại vì tuyến 4 là đi lại riêng cái việc đi thăm đất nó cũng thấy khó khăn rồi, và hầu như trong này người ta tính tới thời điểm hiện tại thì em thấy là không có triển khai thêm cái gì anh chị nhé. Đấy, y như trên màn hình anh chị có thể thấy, và cái này thì nó giống như thời điểm tháng 8 năm 2023 mà em Thọ có đi vào khu vực tuyến 4 để tham quan anh chị nhé. Nhưng mà về cơ bản thì nhà nước người ta cũng đầu tư làm rải được đá rồi và ban được cái mặt bằng anh chị nhé. Và cái thông đường, cái điểm mà điểm ở phía trên đầu này anh chị này, đây, em tua video cho nó nhanh cho anh chị xem. Có một cái điểm nổi bật của cái tuyến 4 là đợt này thì cái hộ dân mà có trồng cây cao su ở chỗ đất đỏ này anh chị nhé, là người ta bây giờ người ta đã hiến đất để người ta làm đường rồi, lúc trước là chưa chịu đâu anh chị nhé. Và anh chị có thể thấy là tuyến 4 bây giờ đất hai bên này cũng là đất phân lô có chủ hết rồi anh chị nhé. Đấy, nhưng mà bây giờ thì người dân địa phương người ta cũng tận dụng, người ta cày lên, người ta trồng mì thôi,
Thì trong này thì thực tế mà nói thì nó cũng đang hoang vu lắm. Tuyến 3 thì người ta còn lắp điện, đèn đèn đường rồi, có trồng hoa ở bồn cây rồi anh chị nhá. Nhưng mà tuyến 4 thì hầu như là nằm im luôn anh chị ạ. Đấy, tuyến 4 là hầu như là nằm im hết. Và phía trong này thì nó có thêm một cái điểm nổi bật, đó là nó có thêm cái khúc khúc rừng cao su này người ta mới cắt cây thôi, còn tất tần tật thì nó vẫn như cũ hết anh chị nhá. Đấy, phía trong này thì có xe lác đác thôi. Đấy, phía trong này thì có xe triển khai lác đác thôi anh chị này, nhưng mà cũng là xúc đất chứ không phải là để phục vụ cái khu vực làm đường tuyến này anh chị nhá. Đấy, không có phục vụ khu vực làm đường tuyến đâu. Đấy, thì đây là toàn bộ thông tin của tuyến số 4 BKMX Đồng Phú anh chị nhá. Thì em Thọ cập nhật chi tiết nhất, cụ thể nhất. À, phía trong này cũng có một ít xe anh chị này, nhưng mà nó làm kiểu chậm lắm anh chị ạ. Nó không được như tuyến 3 là mình vào là mình thấy xe làm đâu. Đấy, mình vào mình thấy xe làm, đến đây em thấy là vào tất cả đều nằm im lìm hết. Đấy, đây là em quay hôm nay là ngày 17 tháng 4 anh chị ạ, 17 tháng 4. Đấy, thì em vào em quay thì cũng thấy nó không có gì đổi mới so với thời điểm năm 2023. Nhưng mà có một cái điểm nổi bật là bây giờ cái khu vực mà những hộ dân mà lúc trước á, đang còn rừng cây cao su thì bây giờ người ta cũng hiến đất để người ta cho nhà nước làm hạ tầng anh chị nhé. Và cái khúc phía trong này anh chị này, cái khúc đường đất này cũng mới anh chị nhé. Đấy, khúc đường đất này cũng mới đấy. Đấy, khúc trong này thì cũng thông ra được trạm y như thể tuyến 3 rồi, nhưng mà về cơ bản là hạ tầng ở tuyến 4 thì làm rất là chậm anh chị nhé, thực sự mà nói rất là chậm. Anh chị có thể thấy cái đường đất mà mưa nó xói như vậy, chỉ có con đường mòn ở giữa đây là anh chị biết là xe đi lại chỉ có người dân địa phương đi cả mũ cao su người ta đi thôi. Đấy, thì đây là toàn bộ thông tin cập nhật của tuyến số 4 anh chị nhé. Đấy, thì anh chị nếu mà có thắc mắc hay có góp ý gì thì anh chị cứ gọi về cho em Thọ qua số điện thoại em để trên màn hình, hoặc là có thể để lại ở dưới bình luận thì em Thọ sẽ trả lời bình luận, cũng như là hỗ trợ anh chị được thêm thông tin gì thì em Thọ sẽ hỗ trợ anh chị nhé. Em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị đã xem video này của em. Nếu mà anh chị thấy video của em Thọ hay và bổ ích thì hãy cho em Thọ một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha quý anh chị. Và để xem thêm những cái video về tuyến số 1, tuyến số 2 và đường tạo lực 60m Bình Dương Bình Phước thì anh chị nhớ cho em một lượt đăng ký kênh nhé. Thì đợt này em Thọ sẽ cập nhật cho anh chị chi tiết cụ thể luôn. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị đã xem video này của em. Chúc anh chị và gia đình dồi dào sức khỏe, đầu tư tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những video tiếp theo ạ.